quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi, nay bán mai nghỉ mốt ca đi Mỹ luôn. Ai có nhu cầu mua thì hãy ghé webshop kho@.vn nha. Cái à nhô, tức kẻ đã bị bao, đã bị bao, cà bao gì nha. Thôi mày đi vô tao một cái đi, cái đậu, cái giọng cười cái đi tiện đi tôi nhé luôn. Cười như vậy dễ rồi xuống cái răng cửa lắm á các bạn. Các bạn đừng có bắt chước cười teo nha. Cái cười cái giọng không biết giống ai nữa các bạn. Biết con dê nó cười giống ai nữa đó. Thôi rồi bây giờ dẹp cho nó qua bên đi. Hú le chào xin tất cả bà con cô bác, anh chị em cái cô gì cả chú thím nha. Để cái xem cái kênh YouTube cái bên đây Crimen TV của em nha. Ở thì chắc chắn là đang có rất là nhiều bọn là đang thắc mắc là á đu. Đây là cái kênh gì mày? Đây là đâu mà tôi lại hả? Ở đây là cái con díu á các bạn. Con díu đi gần với đi mít á. Nó gọi là cái trang phục này mới ra. Ở trang phục này mới ra có tên là cu thần thiên hà. Ý hình như là mình ở cũ các bạn ơi, mình đọc lộn các bạn ơi. Đọc lộn thì đọc lại thôi chứ chuyện đâu một căng. Cụ thần thiên hà nha. Ở thì cái skin này nó không có bán bằng nguồn huy mấy này à. Nó chỉ có chơi quay sự kiện thôi mà nhà mày nói sao đi. Ông tôi vào bỏ mẹ anh đi ô má rồi. Thanh cỏ rồi các bạn ơi. Và cái chén cơm đầu nó thuộc về anh díu. Các bạn sai cái vị tướng này. Nó khó đọc tên dữ người ta. Nó gọi là nó kéo dài hoài mệt quá các bạn ơi. Ấu kết thì bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo? Đã có bàn ứng thì anh nãy các bạn thấy đó là cái tăng ca bu rừng đi rát bên kia là nó ăn bùa xanh trước đúng không? Thì bây giờ là tức nghĩa là ai muốn 15 giây là cái bùa xanh của nó sẽ ra. Mà bây giờ nó còn lõn tỏn ở trên khu vực con rồng. Thì bây giờ mình lụm cái con dơi này các bạn thấy mình nói lãng xẹt luôn, không có gì vô cái gì hết đúng không? Nhưng mà ai muốn 15 giây là cái bùa xanh nó sẽ ra nè. Nó không về là mình vô mình mượn mình xài đỡ nha. Chỉ vô mượn xài đỡ thôi chứ không phải là cướp đèn bóc nha mấy anh hai. Thì nếu mình là người lịch sự nè, trước khi vô là phải nhắc có chó không bác ơi. Đó là các bạn, nếu các bạn là một người lịch sự nha, vô gọi là mượn bùa người ta xài đỡ là các bạn phải hỏi tâm sức khỏe cái đã, gọi là bấm chuông đó các bạn. Nó gọi là phải lịch sự nha, chứ đừng có bấm vô mà vô không nói lời nào thì sẽ rất là kỳ nha các bạn. Thì cứ đứng cách con bùa nó 16m50, các bạn cứ nhớ cho mình nha, có chó không bắt đây. Này nó sao đi bạn, mày làm cái giọng ngoạ đủ chưa? Làm cái giọng ngoạ là chỉ có auto bỏ mẹ thôi. Tìm cái lằn dốc cơ này để mình tiễn nó đi qua tiễn luôn các bạn ơi. Thì các bạn thấy bùa xanh của mình không? Thấy cái bùa xanh không? Đừng có vô, vô bùa đỏ của nó nè, nó đẻ nó phe hơn các bạn ơi. Thế thì nãy bùa xanh của nó đã bị mình cướp rồi, cho nên là các bạn đánh á, các bạn phải nhớ được khi nào cái bùa nó ra nha, rất là dễ các bạn à. Thì để biết được điều đó, các bạn phải luôn luôn nhớ đầu game là nó thằng rừng của nó ăn cái gì trước nha. Và luôn luôn các bạn phải luôn luôn quan sát để biết thằng rừng của nó vừa ăn cái gì, để các bạn canh thời gian các bạn qua các bạn cướp lại của nó nha. Điển hình như bây giờ đi, cái bùa xanh của thằng mu rừng đi gáp bên kia đang nằm trong người mình nè. Thì các bạn canh đúng khi cái bùa xanh của mình hết ở giây bao nhiêu thì tầm 20 giây sau là cái bùa đó nó sẽ ra trở lại nha. Các bạn phải nhớ vậy để các bạn biết mà các bạn thuận lợi trên cái con đường cướp bèn bóc ổ lộc mượn bùa xài đỡ nha. Nhớ nha, cái bùa này bây giờ là cái bùa xanh của nó chuẩn bị kết thúc nè các bạn. Thì là 20 giây sau đúng cái bùa đó, đích thị là cái bùa đó nó sẽ tốt cà tiệp quay trở ra nha. Thì các bạn cứ qua các bạn cướp là các bạn canh đúng thời gian các bạn qua các bạn cướp nha, chứ đừng có qua trước 5-10 giây hay cái gì hết là dễ xanh cỏ bệnh lắm nha. Tại vì nhà của người ta các bạn vô không đúng thời điểm là nó đập các bạn bỏ mài các bạn bên đó luôn đó. Thì thực ra thì cái mẹo này mình đã hướng dẫn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà các bạn nào biết rồi thì mong các bạn hãy thông cảm nha, vì còn rất là nhiều bạn người ta mới vừa biết đến kênh của mình các bạn ơi, cho nên là có nhiều bạn người ta chưa biết và người ta đặt ra nghi vấn và câu hỏi là ô tôi hack map à, nói làm sao mà tôi biết được cái bùa của người ta chuẩn bị ra hay vậy. Đó thì hôm nay tôi bày rồi đó nha, cho nên mấy anh hai nào mà chuẩn bị đâm lao vô cái con đường cướp đèn bóc giống tuổi lộn. Trời ơi, tôi nói lộn mấy anh hai ơi, cái con đường muộn bùa xài đỡ giống tôi á, thì các bạn phải nhớ cái mẹo này để các bạn sẽ cướp đèn bóc ổ lộn cướp bóc hoài đúng không? Không bỏ được cái câu này sao á. Nói chung là sẽ rất là tiện trong những pha mượn bùa của người ta nha. Ủa, nó làm cái gì mà gần rần ở chảnh vậy ta? Ăn con dơi quỷ cũng không yên với mấy thằng quỷ gì nữa các bạn. Ba cái đồ quỷ đập bỏ mà mày luôn địch bố mày lại sợ mày quá cơ. Mày làm sao mày chạy hả? Chạy làm chi không, để tao tiễn đi qua tiễn về cho nó lẹ nè, một phát một đi thẳng về tới đàn luôn, khỏi chạy làm chi cho nó lâu. Cái
các bạn thấy mình là người đồng minh chân chính không? Mình tạo điều kiện cho nó còn bỏ cái điện đội nó xuống, nó đi uống nước thì nó hút thuốc gì tì nó luôn đó các bạn. Tì ý quên. Trời ơi, luôn thực sự là một người đồng minh rất là chân chính. Ủa, một người đồng địch rất là chân chính các bạn à. Anh Rio má, anh chạy đâu anh Rio má? Anh xanh cỏ luôn nè. Trời ơi, tao nói nó phe nó đẻ gì đâu đó các bạn à. Ở thì chắc chắn là nãy giờ có đang rất là nhiều bạn đang rất là thắc mắc là mình sử dụng cái cách combo kill vị tướng díu này như thế nào thì cho nó hiệu quả đúng không? Thì rất là dễ nha, nhưng mà trước khi nói về cách combo kill thì mình xin nói về một điều rất là cơ bản là cái nội tại của vị tướng díu này nha. Thì có rất là nhiều bạn mới vừa mua vị tướng này đang tập chơi thì các bạn sẽ dễ gây hiểu nhầm lắm nha. Thậm chí mình lúc trước mình mới vừa chơi mình cũng hiểu nhầm cái nội tại của nó nữa các bạn à. Ở thì lúc mà mình mới vừa tập chơi cái vị tướng díu này á thì là mình nghĩ là mình dùng chiêu 2 vô đối phương, mình dùng chiêu 1 rồi mình chém thường cái là nó sẽ lập tức hồi ngay cái chiêu 2 liền. Nhưng mà không phải nha mấy ba mấy má. Quăng chiêu 2 nhảy vô chiêu 2 quăng chiêu 1 chém thường cái là không có hồi liền đâu mấy ba, tích đủ 3 điểm nội tại nó mới hồi nha. Chứ đừng có nghĩ nhầm là nhảy chiêu 2 vô, thậm chí là quăng chiêu 1 và nhảy chiêu 2 tán cái bóp, cái là nồi chiêu 2 lại là bậy nhen, xanh cỏ nó tán bỏ mẹ liền đó. Ở thì để hồi lại được chiêu 2 khi mà các bạn sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 và các bạn đánh thường á thì yêu cầu các bạn phải tích được 3 cái dấu ấn ở trên người đó nha. Cái trong ngàn như chiêu 1 các bạn quăng đi nó sao được các bạn. Á đù ơi mọi người ơi nó bảnh tỏn kìa mọi người ơi. Cái trời tôi đập bỏ mẹ nó luôn nè mọi người ơi. Á trời ơi luôn tôi chết mẹ rồi mọi người. Ôi trời ơi tôi nghe gì nói cái gì vậy. Tôi đi các bạn, tôi đây. Tôi bỏ mẹ cho mọi người ơi. Trời ơi luôn. Ông trời ơi, con đi mọi người nghe. Coi như là mọi người chưa nghe thấy gì đi, tôi không biết nhấn vậy. Nói chung là tôi đi mấy này. Ok, thôi bây giờ mình xin phép nói về cái vấn đề nội tại của vị tướng díu này để cho những bạn mới đang chuẩn bị mua cái vị tướng này để các bạn hiểu, để các bạn chơi cho nó hiệu quả nha. Ở thì các bạn muốn sử dụng chiêu 1, chiêu 2, các bạn đánh thường xong hồi lại lập tức chiêu 2 thì yêu cầu các bạn phải tích đủ 3 điểm dấu ấn trên người của đối phương. Thì khi mà các bạn quăng chiêu 1 á, nó giống như là cái bùm mê răng vậy đó, các bạn quăng đi nó trúng đối phương, khi nó giật về nó cũng phải trúng đối phương là tích được 2 điểm dấu ấn nè. Rồi các bạn bay chiêu 2 vô, các bạn đánh thường một cái là nó sẽ lập tức hồi ngay cái chiêu 2 của các bạn nha. Đó là cái gọi là cái hiểu rõ về nội tại của vị tướng díu này thì các bạn chơi nó mới hiệu quả được nhen. Ok, thì bây giờ sử dụng combo kill như thế nào cho hiệu quả nè. Thì đối với trường hợp mà đối phương nó không có hiệu ứng khống chế như con Alistair đi, điển hình như con Rio má nè, thì các bạn sử dụng như nào nè. Các bạn bay thẳng chiêu 2 vô nó, các bạn quăng chiêu 1 xong đánh thường một cái nha, nhớ nha. Đánh thường một cái rồi các bạn hãy bật intel lên cho mình. Vừa intel xong các bạn nhớ đánh thường cái rồi các bạn đã có lại ngay cái chiêu 2 rồi. Thì chiêu 2 đó các bạn có thể chạy hoặc là dí đối phương tùy các bạn nha. Còn đối với những trường hợp mà đối phương nó có hiệu ứng khống chế như con Alistair, hoặc là có những vị tướng nó sốc đam 0.5 giây trong 1 giây là nó thể giết các bạn được khi mà các bạn đã lộ mặt ra như con Joker nè. Thì nói sao được bạn, cái kiểu nào mà không có ngào chạy qua đây cái đầu xanh bú qua một cái hoặc là tiễn đi qua tiễn gì hết các bạn. Trời ơi luôn, mọi người ơi, nó bỏ mẹ hết vô mọi người ơi. Mà cái đầu xanh nó cái tăng ga dách này nó chơi cái giọng ngoạ thì nó các bạn ơi. Ví dụ nó kêu hết địch bô kêu luôn cái đầu xanh nó cái thằng này. Ở thì thằng ra dách này là thằng nào? Thằng em tôi đó mấy anh này. Thằng pha kè rầm mình TV đó, ổng sao? Nó bét kê hết tôi biết rồi. Chắc chắn là các bạn cũng đã biết rồi đúng không? Nó kê hết dữ lắm các bạn à, nhưng mà không sao. Đồng bọn với nhau không mà các bạn, nhưng cái đậu phộng đậu xanh rau má mày nha. Thiên lôi với nhòm nhó mày. Cái đậu xanh nó chơi kê hết hoài các bạn ơi. Ức chế thiệt luôn á. Nhưng mà không sao. Chắc là bây giờ mình sẽ túc cà tiệp nói về cái cách combo kill thứ hai khi mà áp dụng cho những vị tướng như con Joker và con Aster nè. Vì sao? Vì khi các bạn sử dụng cái trường hợp thứ nhất, cái cách combo kill thứ nhất vô những vị tướng mà như con Aster và Joker á, thì các bạn phải khựng lại 1 giây đến 1.5 giây. Tại vì các bạn nhảy chiêu 2 vô, các bạn còn quăng chiêu 1 và đánh thường đúng không? Thì các bạn nhảy chiêu 2 vô Aster đi, các bạn nghĩ các bạn có thể đánh thường được nó không? Nó chói các bạn liền, nó đập các bạn bỏ mà các bạn liền. Cho nên là đối với những vị tướng như con Aster và Joker nè thì các bạn phải canh khoảng cách làm sao, các bạn quăng chiêu 1 cho mình nha, không cần phải trúng hai cái đâu, các bạn chỉ cần trúng cái thôi cũng được nữa. Rồi các bạn bay chiêu 2 vô, nhớ nha, nếu mà được thì hãy đánh thường liền cho mình ngay lập tức, còn nếu không được thì cứ bật intel lên luôn cho mình nha, rồi đánh thường sau, tại vì những vị tướng đó nó sốc đam các bạn rất là nhanh trong 0.5 giây nha. Ở thì chắc chắn là nãy giờ các bạn đang rất là thắc mắc là tại sao mình lại kêu các bạn đánh thường mỗi khi sử dụng skill rồi mới bật intel đúng không? Khi nói như thế này nè, bây giờ mình xin phép nói build đồ rồi khi đó mình mới nói để các bạn sẽ rất là dễ hiểu nha. Ở thì cái shot đầu tiên của mình đó là cái gì, cái món đi rừng của cái con AB đó các bạn, con phép á, tại tôi không nhớ tên, tôi kêu là món trang bị đi rừng của pháp sư nha.
Và cái shop thứ hai mình lên đó chính là đôi giày kiên cường nha. Tại sao không lên đôi giày phép? Tại vì tôi đang sử dụng ngọc phép rồi, tôi lên giày phép tới ông nội tôi hay chi. Đừng có lên giày phép nha, lên đôi giày kiên cường. Và cái shop thứ ba mình lên đó chính là cây gươm tận thế. Thì cây gươm tận thế này nè, mỗi khi các bạn sử dụng skill nha, là các bạn đánh thường là nó sẽ cộng thêm sát thương rất là nhiều. Cho nên là mỗi khi mà mình kêu các bạn sử dụng chiêu 1, chiêu 2 hoặc là chiêu 2, chiêu 1 đánh thường một cái rồi hãy bật lên tiêu lên, nó là như vậy nha. Các bạn không tin các bạn cứ thử đi, khi mà đã lên được cái gươm tận thế, các bạn chỉ cần quăng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 2, chiêu 1 gì đó chúng đối phương. Các bạn đánh thường một cái rồi các bạn coi đi bao nhiêu lượng sát thương sẽ vô thẳng ngay cái bản mặt của nó nha. Rồi bật ưng tiêu lên liền. Đó là cái cách mà mình kêu các bạn là như vậy đó. Và cái số thứ ba là như vậy nha. Và cái số thứ tư nè là mình lên đó chính là cái quyền trượng RHEA nha, cái quyền trượng mà hút máu phép đó các bạn. Và cái số thứ năm mình lên đó chính là cái vương miện nha. Khi mà các bạn đã lên thành công cái vương miện này rồi, các bạn cực kỳ xanh luôn. Các bạn đánh cái nào là thấm cái đó nha, kết liễu đó phương, bất kể là thằng nào chết nhanh lắm các bạn à. Vì cái vị tướng díu này, cái lượng sát thương của nó khủng lắm nha. Và cái số cuối cùng không có món gì khác cả ngoài đó chính là cái gọi là cái giáp hộ mệnh nha các bạn ơi. Ở thì cái bộ đồ của mình nó là như vậy. Còn cái bộ ngọc thì mình luôn luôn để trong phần mô tả nha. Bất kỳ cái vị tướng nào các bạn muốn xem bộ ngọc thì các bạn hãy vào phần mô tả các bạn xem giúp mình nha. Mình luôn luôn để bộ ngọc trong phần mô tả nè. Ok, còn bây giờ là on để win luôn các bạn ơi, chứ không nhây nữa nha. Sẵn mình đang có viên ngọc nữa nè, thì mình hổ báo cáo trồn luôn các bạn. Sợ gì bố con, mấy này chơi mày kè tao hả bố? Mày lại sợ mày quá cơ. Tao đang có viên ngọc đó, mày đừng có kè tao. Có viên ngọc này là các bạn được bất tử nha. Nên là thoải mái đi các bạn, có viên ngọc là bất tử nè. Mà viên ngọc là bất tỉnh luôn này. Cái đầu anh nó luôn. Mấy trời ơi, tôi buồn quá đi. Hai ba thằng nó đập tôi sao tôi chịu nổi mấy này. Ai đánh một con trò cũng quèo ba thẳng bu vô nó trọt thì chỉ có nhập viện thôi mấy ông nội ơi. Có viên ngọc không phải là cha là mẹ nha. Cho nên là các bạn đừng có hổ báo cấu trồn giống mình, nó không có tốt gì sức khỏe đâu. Tại tôi ỷ y đó mấy nay, tại tôi tưởng nó có viên ngọc đó. Trời ơi luôn. Ủa nhưng mà không sao các bạn ơi, mà cái đuổi chết chứ bị cắm đầu chích nữa chứ chuyện đâu một căng. Thì nhưng mà nãy giờ các bạn thấy là mình phân tích với mình hướng dẫn cho các bạn, nãy giờ các bạn xem bạn dễ hiểu không? Nói chung là mình biết cái gì á thì mình sẽ chỉ các bạn hết luôn, chứ mình không có giấu giếm bất kỳ cái điều gì hết nha. Thì nãy giờ đoạn nào các bạn không hiểu thì các bạn tua lại cái đoạn đó các bạn xem giúp mình nha. Xem kỹ một hai lần là các bạn sẽ biết cách combo kill của vị tướng diêu này ngay thôi. Thì là nếu mà các bạn xem cái cờ nhíp của mình nè, các bạn thấy cái cờ nhíp của mình vui hay ý nghĩa tạo tiếng cười sảng khoái với bạn khi bạn xem, thì nhớ đăng ký kênh của mình nha. Và để lại một like, một comment nữa để cái clip của mình nó được ăn đề xuất trên cái top Grammar thịnh hành nha. Top thịnh hành của Grammar đó các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và nếu các bạn mến mình hơn nữa thì các bạn hãy giới thiệu cái cờ nhíp của mình, giới thiệu cái kênh của mình cho bạn bè, đồng nghiệp của các bạn, để người ta biết tới, người ta subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình để mình nhanh chóng đạt được 1 triệu subscribe nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì cái cờ nhíp của mình có lẽ sẽ kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Vì nãy giờ các bạn đã xem cái cờ nhíp của mình. Amana, khi các bạn xem cái cờ nhíp của mình hiện lên quảng cáo thì các bạn hãy chịu khó xem giúp mình 5 đến 10 giây. Hoặc là các bạn mến mình nữa, các bạn xem hết luôn cũng được, còn công là 1 phút cũng được nữa. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái cờ nhíp tiếp theo vào ngày mai.